trong cung điện đó lại có vô lượng tòa hoa sen báu bảy bố giáp vòng đó là tòa hoa sen mani báu chiếu sáng mười phương tòa hoa sen tỷ lô giá na mani báu tòa hoa sen mani báu chiếu sáng thế gian tòa hoa sen diệu tạng mani báu tòa hoa sen sư tử tạng mani báu tòa hoa sen đi cấu tạng mani báu tòa hoa sen phổ môn mani báu tòa hoa sen quang nghiêm mani báu tòa hoa sen an trụ đại hải tạng thanh tịnh mani báu tòa hoa sen kim cang sư tử mani báu trong vườn đó lại có trăm vạn thứ chướng đó là chướng y chướng tràng hoa chướng hương chướng hoa chướng cảnh chướng mani chướng vàng thật chướng đồ trang nghiêm chướng âm nhạc chướng voi chúa thần biến chướng ngựa chúa thần biến chướng đế thích đeo mani báu những chướng như vậy có hàng trăm vạn thứ lại có trăm vạn lưới báu lớn che chùm phía trên đó là lưới linh báu lưới lọng báu lưới thân báu lưới hải tạng chân châu lưới cam lưu ly li, mani báu lưới sư tử mani, lưới nguyệt quang mani, lưới đủ thứ hình bóng các hương, lưới mũ báu, lưới anh lạc báu, những lưới như vậy có hàng trăm vạn thứ, lại có trăm vạn đại quang minh chiếu sáng, đó là quang minh diệm quang mani báu, quang minh nhật tạng mani báu, quang minh nguyệt tràng mani báu, quang minh hương diệm mani báu, quang minh thắng tạng mani báu, quang minh liên hoa tạng mani báu, quang minh diệm tràng mani báu báu quang minh đại đăng ma ni báu quang minh phổ chiếu thập phương ma ni báu quang minh hương quang ma ni báu những quang minh như vậy có nhiều hàng vạn thứ trong vườn đó thường mưa xuống trăm vạn thứ đồ trang nghiêm trăm vạn hương hắc trên đàn vang ra âm thanh vi diệu trăm vạn hoa mạn đà la hơn hẳn hoa mạn đà la của chư thiên mà giải xuống trăm vạn chuỗi anh lạc hơn hẳn chuỗi anh lạc của chư thiên dùng đẻ trang nghiêm trăm vạn tràng hoa báu đẹp hơn hẳn tràng hoa của chư thiên thòng xuống khắp nơi trăm vạn y đẹp các màu hơn hẳn y của chư thiên trăm vạn mani báu đủ màu ánh sáng vi diệu chiếu khắp trăm vạn thiên tử vui mừng chiêm ngưỡng cúi đầu làm lễ trăm vạn thẻ nữ ở trong hư không hợp thân bay xuống trăm vạn bồ tát cung kính gần gũi thường thích nghe pháp bấy giờ hưu xả yêu bà di ngồi tòa vàng thật đội mão lưới hải tạng chân châu, đeo chiếc vòng máu vàng thật hơn hẳn chư thiên, rũ tóc xanh biếc, lưới đại ma ni trang nghiêm trên đầu, sư tử khẩu ma ni báu dùng làm bông tai, như ý ma ni bảo vương dùng làm chuỗi, tất cả lưới báu rũ trùm trên thân